Chiều tối qua, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên quốc lộ 1K, đoạn qua phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. May mắn vụ việc không làm tài xế bị thương, nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn. Xe ô tô 4 chỗ biển số 60A13701 chạy trên quốc lộ 1K hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, do tránh một xe máy nên tài xế đánh lái qua trái. Vừa lúc này, xe ben chạy phía sau không xử lý kịp đã hút vào đuôi xe ô tô. Va chạm làm chiếc xe ô tô bị xe ben ủi đi một đoạn hơn 40m, làm bánh trước xe ô tô dựng đứng trên không. Vụ tai nạn chỉ dừng lại khi chiếc ô tô va vào dải phân cách. Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm nghiêng vắt vẻo trên dải phân cách cao gần 1m, nhưng may mắn không bị lật. Trên đường còn in vết thắng kéo dài hàng chục mét.